sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả hai hùng sài gòn con sâu làm rầu nồi canh lời tác giả trong dân gian mình có câu ví như tựa bài này tôi viết lại câu chuyện dưới đây để nhớ lại những năm tháng sống trong quân ngũ ngày xưa đây chỉ là cá nhân hành xử với nhau thôi tôi không quơ đũa cả nắm nhằm nói xấu đơn vị nào hoặc bất cứ ai khác nha các bạn tôi còn nhớ khi làm việc ở ban truyền tin của liên đội ba trên năm của tiểu khu gia định đơn vị tôi đóng quân tại cầu lớn một địa danh thuộc xã xuân thới thượng giáp tranh với quận đức hòa tỉnh hậu nghĩa ngày đầu tiên đáo nhậm đơn vị lòng tôi buồn mang mát bởi nơi này dạo đó là vùng khỉ ho cò gáy nước dưới mấy con kênh trong veo như mắt mèo từ trên bờ nhìn xuống tận đáy những dày trong mọc chen kín tầng đàn cá sặc cá rô nhất là cá lóc bông bơi lội nhìn phát ham tuy nước trong vắt nhưng không dùng cho ăn uống được đây là vùng đất nhiễm phèn nên ngoài cây năng cây lát với cỏ dại còn thì không loại cây nào sống nổi trên vùng này. Sở dĩ tôi diễn tả dông dài là để cho các bạn biết đây là vùng đất chết, không có dân cư sinh sống. Mép bên trong con kênh này là vùng oanh kích tự do. Vì vậy, nỗi buồn sẽ nhân đôi khi những người lính đóng quân nơi này. Vài tuần lễ đầu, do chưa quen với cảnh vật kể trên, nhưng từ khi được theo bạn bè tôi vô sống làng xuân thới thượng chơi thì nỗi buồn cũng được vơi đi phần nào bữa nọ kéo rốt cả đám vô quán cà phê nói cái quán cho có vẻ sang trọng kỳ thật chỉ là một căn chòi lá có hai cái bàn tròn bằng gỗ vài ba cái ghế đẩu cũ kỹ do bụi bám lâu ngày thằng phích bạn tôi nhà nó ở xã xuân thới sơn cách đây vài cây số nó kêu cà phê đãi anh em. Bác hai, cho tụi con cà phê sữa hết thảy nha bác hai. Thằng Châu trong đám bạn tôi, nó liền lên tiếng. Ý à, bác hai cho con bạc xỉu thôi, cho cà phê nhiều uống vô con bị ép tim lắm. Bác hai là một lão nông, thấy mần rễ bái cực quá nên ông mở cái quán này, vừa buôn bán vừa làm nơi tụ tập bạn già trong sống uống trà bằng chuyện thời sự. Nghe thằng Châu nói vậy, bác hai cười cười. Vừa đưa tay lên bới lại cái búi tóc củ tỏi phía sau gáy rồi bác lên tiếng. Còn à, chú em nào uống bạc xỉu không? Cho tôi biết đặng tôi mừng luôn thấy. Mùi cà phê pha bằng vật của bác hai thơm nứt mũi. Sau khi đem ra đầy đủ cho tụi tôi, bác hai liền nói. Mấy chú uống đi, cà phê tôi ngon lắm đang ngang, Thằng Phích đây nó là cháu bà con với tôi. May chú nhớ ủng hộ già hai này ngang. Ngồi nhâm nhi cà phê rồi đấu láo với nhau cho vui. Tôi thấy vài ba ông khách bước vô quán. Người nào cũng mặc bộ đồ bà ba đen. Họ đúng là nông dân thứ thiệt. Mấy ông ngồi bên cạnh bàn tụi tôi nói cười rất tự nhiên. Bác hai pha cà phê xong cũng ráp vô góp chuyện với các bô lão nọ. Tôi lắng nghe họ hỏi han tình hình trồng trọt, rồi lâu lâu chim bôi chuyện trên trời dưới đất vô thưởng vô phạt. Đang thưởng thức cà phê, chặt thằng Phích nó nháy mắt ra hiệu cho đám tụi tôi chuẩn bị rút dù. Chưa kịp hót miếng trà tàu trắng miệng mà bị thằng Phích thối ra về, tôi bèn hỏi nhỏ nó. Uống chưa gì hết mà kêu dậy rồi à, là sao thằng quý? Thằng Phích lấy chân khều tôi và nháy mắt liên tục. Thay câu trả lời, Tôi ngầm hiểu có cái gì đó không ổn nên đành theo nó ra về. Tới cửa đồng, nơi đóng quân, thằng Phích mới lên tiếng giải thích. Chàng ơi, mấy ông già khi nãy ngồi kế bên bằng mình toàn là thứ dữ không đó. Tôi kêu mấy ông giọt lẹ cho chắc ăn. Nghe Phích nói vậy, ông trung sĩ Bảy liền hỏi. À, thứ dữ là cái giống gì? Mày không nói rõ ràng à, sao tụi tao biết được? Phích nghiêm mặt nói. Mấy cha nội đó có con cháu hoạt động trong bưng không đó. Tôi nghe nói đám đó nằm trong một khu vườn thơm lý văn mạnh gì đó. Thỉnh thoảng có vài ông chém vào vô bân thâm tụ nó nữa. Trung sĩ bậy giật mình, nhưng cố hỏi cho ra lẽ. Ê, có thiệt không Phích, mà tại sao mày biết được? Mấy ông áp xã không lẽ không biết? Phích trả lời. Ở vùng này ai cũng biết hết cháu đó trung sĩ. Còn mấy ông khi nãy tôi chơi với thằng con của mấy ông Hà Rầm, nên tụi nó khai hết cháu sợ dĩ không ai đụng tới mấy ổng á, vì sợ đụng chạm. Hơn nữa, ở đây nhà nào cũng có người đi lính quốc gia lẫn việc cộng. Vậy đó, nên mọi người im lặng mà sống. Ban ngày họ mừng ăn với quốc gia, ban đêm họ tiếp tế cho phía bên kia. Nghe Phích nói vừa, dứt câu, trung sĩ bảy chép miệng than. Hey, thay mẹ rồi, kiểu này tết Congo mới hết chiến tranh, một hôm, tôi theo thiếu tá nhiễu liên đội trưởng và chuẩn quý tiến ra bộ chỉ huy chi khu hóc môn để họp. Ngồi trên chiếc xe jeep lùng có hai cần anten thật quay. Họp xong, xếp cho tài xế ghé lại quán cháo lòng ngoài quốc lộ để ăn sáng. Gặp cái quán dồi heo thật ngon. Hân chí xếp kêu bài, sĩ đế lai ra cho ấm lòng. Sau khi hơi ngà ngà say, thiếu tá nhiễu thanh toán tiền chuẩn bị ra về liền khi đó bằng nhậu kế bên của mấy tay pháo binh mâu thuẫn gì đó, nên lớn tiếng với nhau. Thiếu kiềm chế, nên ông trung quý nọ móc khẩu con 45 tra nổ mấy phát thị huy. Một tay súng khác cũng móc súng bắn chỉ thiên, họ sâu sắc với nhau dữ dội. Thấy tình hình lộn xộn, xếp tôi làm anh hùng đứng ra can ngăn. Có lẽ họ thấy người đứng ra dàn xếp mang cấp bậc thiếu tá, nên họ nảy năng không còn áo đả nhau nữa. Sau khi bắt tay làm hòa, họ tự giải tán. Tụi tôi cũng lên xe về đơn vị. Ngồi băng phía sau xe gió thổi hiu hiu trong cơn say khiến tôi lật cù mèo hồi nào không hay. Chuẩn quý tiếng diều tôi vô nằm trên ghế bố trong hầm truyền tin. Chừng lát sau tôi bị ói mỡ rất nhiều. Có lẽ bị xuất huyết bao tử hay sau đó mà tôi ói ra máu. Thiếu thai nhiễu đang ngà ngà say, Nghe tôi ói ra máu, ông lầm tưởng tôi bị trúng đạn khi nãy. Ông tức tốc chạy qua sờ soạn xem vết đạn nằm đâu. Ông hối tài xế xa hồng thập tự chở tôi đi nhà thương gấp. Khi chữ quý tiếng, nói tôi nào có thương tích gì, ông nhiễu cười khanh khách rồi ông nói, ha ha, cái thằng quỷ này làm tao sợ quá chừng, mày nhắc ma mà thiếu tá hả con? Qua vụ này, tôi mới biết thiếu tá Nguyễn Văn nhiễu rất thương tôi, Bảy, tôi làm việc lanh lẹ không sơ xuất điều gì. Mà hơn hết, ông thấy tôi là lính sữa nên ông thương như con cháu. Tôi nhận tưởng sẽ yên phận với liên đội này lâu dài. Và dạ đâu một hôm thiếu tá nhiễu kêu tôi vô văn phòng của ông có việc. Bước vô cửa tôi giơ tay chào kính ông theo lễ nghi quân cách. Ông xua tay tra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ông chìa tra tờ công điện của tiểu khu về việc thành lập bộ chí huy chiến thuật của tiểu khu. Văn phòng đặt tại bà quẹo. Trong công điện, tiểu khu yêu cầu liên đội 3 trên 5 cử một nhân viên truyền tin về để tham gia vô quân số đơn vị này. Thiếu tá nhiễu nhìn tô qua cặp kiến lão trên mũi, ông bùi ngồi nói. Thiếu tá cho con về đây có tương lai hơn, còn khỏi phải lội bùng sinh lầy hành quân nữa với lại thiếu tá có lệnh truyền chuyển về làm chi khu trưởng gò bóp rồi thôi về nói với thằng tiến biết đi ngày mốt có cầm sự vụ lệnh trình điện đơn vị mới nghe ông nhiễu nói xong tôi cảm thấy nỗi buồn dâng lên khó tả bồi ngồi không kém tôi nói lời cảm ơn ông siết chặt tay tôi ông nói nhà bây giờ ở gò bóp khi nào giày phép ghé vô chi khu thăm thiếu tá nghe nói xong ông rút bóp cho tôi một ngàn đồng đưa tay nhận tiền mà tôi ngỡ đang đối diện ông tiên nào đó ở thế kỷ 20. Thiếu tá nhiễu đã để lại cho tôi kỷ niệm thật sâu sắc nhất trong đời. Đêm đó, ban truyền tin làm tiệc nho nhỏ, nhỏ tiễn tôi về đơn vị mới. Buổi tiệc gần dứt thì chủng quý tiến tặng tôi 500 đồng và cây thánh giá có tượng chúa đang gặp khổ nạn. Anh tiến nói, Vậy đơn vị mới vô vẻ ngăn hồng, Tặng hồng cây thánh giá, mong em bình an trong tay chúa. Ở liên đội cũ, tình cảm bao nhiêu, khi về bộ chí huy chiến thuật thì lòng người nhạt nhẽo bấy nhiêu. Tôi trình diện ban truyền tin bộ chí huy chiến thuật gặp ngay viên đại quý Dương Văn Thất. tài sĩ quan này từ ngày đầu tự dưng tôi có cảm giác không mấy thân thiện, ngoài miệng thì ông ta nói những điều tốt đẹp nhưng trong lòng thì lúc nào cũng toan tính ngày xưa trong quân đội có nạn lính kiển lính ma nghĩa là tuy mang tiếng là người lính nhưng họ lo lót tiền bạc để được ở nhà hoặc ở hậu cứ đơn vị mới tôi cũng vậy phần lớn dân về đây toàn con ông cháu cha ngoài ra có một số anh lính người hoa gốc chợ lớn sau khi ban truyền tin hoạt động được chừng một tháng ông thất gợi ý tôi đưa tiền cho ông đổi lại ông để tôi làm việc tại đây biết gặp người không có sĩ diện nở những tâm làm tiền thuộc cấp tôi nói thẳng với viên đại quý này trên đại quý nhà tôi nghèo lắm tôi không có khả năng đâu tùy theo đại quý định liệu nghe tôi nói cứng ông ta cười vả lả rồi ông phân bua ê tôi chỉ nói vậy thôi nếu anh không có cũng chẳng sao cố gắng làm việc tốt là được nghe ông nói tôi mắc cãi ruột không ngờ tôi mắc mưu ông ta Đúng tuần sau, ông sĩ quan quân số trao cho tôi sự vụ lệnh thuyên chuyển về đại đội biệt lập tác chiến 3 trên 5 sáu. Quá bất mãn, nhưng nhà binh thi hành trước khiếu nại sau. Tôi mang ba lô về trình diện trung quý chính đại đội trưởng. Có lẽ ông thất gửi gắm gì cho trung quý chính, nên về đơn vị này tôi bị coi như con bà Phước. Họ đi tôi muốn xói tráng, không một ai tỏ ra thân thiện với mình chán nản vô cùng vì đang trên thượng giới không làm chi nên tội mà phải xa vào địa ngục. Tôi bỏ đơn vị về nhà. Có những anh em thân thích làm chức vụ khá lớn khuyên tôi tố cáo để làm trong sạch hàng ngũ. Nhưng tôi nào dám. Mình thân phận chán đá mà đụng chán kiểu. Thừa kiện không xong nhiều khi đời tàn cũng không chừng. Sau này tôi đăng vô binh chủng thần hổ dự định dấn thân biết rằng có thể chẳng có ngày trở về. Tôi thay kệ và chấp nhận nếu có chết trên chiến trường hãy còn vinh quang hơn nhục nhã. Khi đầu lụy làm lính cho tay sĩ quan con sâu làm rầu nồi canh. Tàn chiến cuộc rồi, giờ đây ai cũng đang ngập ngé về nơi miên viễn. Những vị sĩ quan như thiếu tá nhiễu, chuẩn quý tiếng, họ rất chân tình. Còn ông Dương Văn Thất ăn được bao nhiêu tiền rồi, những người như ông đúng y chang câu ví, con sâu làm rầu nồi canh. Tôi không chắc là ông còn sống trên cõi đời này hay không, tuy gác lại mối hận ngày xưa. Cầu mong ông bình an nơi cõi ta bà hoặc nơi xa xăm nào đó, mà linh hồn ông đang trú ngụ ông nhé. Cuối hạ 2023 Tác giả Hai Hùng Sài Gòn Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Hai Hùng Sài Gòn và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.